mỡ 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 Rồi nho là con heo. À, nho là con thỏ. Nho là con khỉ. Nho là con mèo. Nho là con chó. Ôi trời ghê quá. Nho là con bò. Nho là con cừu. Ừ, ta vậy nho là con gì hè, bây giờ tới con gì rồi quên mất tiêu rồi. À, con bướm nữa. Rồi con bướm nó kêu làm sao? À, nó bay hả? Ờ, à, nó bay đúng rồi. Vậy là con thằn lằn. Giờ chế quá. À, con gì nữa ha? Con gà. À, con gà mái. Hay quá. Con vịt. Đúng rồi, trời cái mỏ nó cạp cạp vậy hả? À, bây giờ con gì nữa ta? Con gián. Chết tiêu chì hay con gián kêu vậy hả? Chi hả? À, hay quá ta, mà trước bây giờ mà nghe con gián kêu vậy ta. Rồi, con gì nữa ha? Ôi, con gián kêu nhiều vậy hả? Rồi. Ôi, gián ơi, gián ngưng đừng kêu nữa. Con thỏ kêu làm sao? Ăn cỏ hả? À, con thỏ ăn cỏ ha. Rồi, con nho nó kêu làm sao? Nho. À, giờ nho có đói bụng chưa?